tư tưởng, nhưng con những người con của em đấy làm đổi mới cái biểu tượng này và nhìn sâu thẳm trong nó, trong đó chúng ta mới cảm thấy nó thực sự ý nghĩa. Và chúng ta bắt đầu khám phá biểu tượng này nha. Đầu tiên đó là chữ E. Chữ E cũ ở ở logo cũ thì nó có một cái mũi nhọn, điều đó thể hiện sự chúng ta sẽ nhìn thấy hai mũi tên đâm sầm vào nhau. Điều đó thể hiện sự mâu thuẫn, không đoàn kết, yêu thương lẫn nhau và đầy dẫy những nghi ngờ, mâu thuẫn và dần dần đổi mới. Bây giờ chữ X tạo lên là hai cái mũi tên cuốn quýt vào nhau, điều đó thể hiện sự yêu thương gần gũi. Thứ hai đó là chữ E. Chữ E của logo cũ thì có một cái mũi nhọn và chữ E của bây giờ thì đó là thành một đường cong, điều đó thể hiện sự mềm mại, uyển chuyển. Và chữ D ban đầu thì chữ D đó là hai hình tròn không đồng tâm, hai hình tròn ghép vào sẽ trở nên lệch lạc, nhưng về sau chữ D được thay đổi, đó là ghép vào thành hai hình tròn cùng đồng tâm và nhìn gắn kết yêu thương như là những người anh em vậy. Và chữ D về sau được cải tiến thành những nét, những góc tròn ghép vào nhau như là một hình trái tim, chỉ hình trái tim thể hình trái tim thể hiện tình yêu chân thành. Chỉ có tình yêu chân thành mới có thể xóa bỏ mọi hiểm khích và yêu thương vô điều kiện, thể hiện niềm tin, sự uyển chuyển của hình biểu tượng này. Và tiếp theo đó là màu sắc của biểu tượng. Màu sắc biểu tượng này ban đầu thì có màu xám. Màu xám thể hiện như những đám mây trên bầu trời, xám xịt, không có sức sống. Và bây giờ màu xám đó đổi thành màu vàng của màu vàng, đoàn màu vàng hôn. Màu vàng hôn thể màu vàng không giống như những màu vàng bình thường. Màu vàng bình thường thể hiện sự cuốn hút, còn màu vàng hôn này thể hiện sự tinh tế. Và tiếp theo đó là màu trắng. Màu trắng thể hiện sự tinh khôi, sự tuyệt hảo, sự kết hợp tinh tế giữa các màu lại với nhau và thể hiện một con người tinh tế, yêu thương, dung hòa khó khăn trước mọi sóng gió cuộc đời, vượt qua mọi thử thách. Màu trắng thể hiện sự tinh khôi, sự tinh khiết, thu hút bởi tất cả các màu. Như thể hiện những con người trong edit vậy, những con người trong edit trong trắng. Cuối cùng là màu xanh dương đậm thể hiện cho sự bình an, chữa lành cho những người cao huyết áp, trái tim ấm áp nhẹ nhàng. Và chúng ta phải nhìn và cảm nghĩ về màu xanh dương, biểu tượng màu xanh dương rất là ý nghĩa, vì vậy thể hiện sự bình an. Vì vậy thầy Nguyễn Đình Hùng đã dùng biểu tượng này để